Anh em có nhu cầu mua hạc Free Fire, hạc Liên Quân, truy cập ngay shop laogio.vn. Đây là shop bán hạc chính thức và duy nhất của mình. Mọi hoạt động trên shop đều do mình đứng ra quản lý, vậy nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Rồi, thì đến với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta, mình lại tiếp tục đi solo danh đây. Nào, để xem hôm nay mình có nên vào tháp đồng hồ hay là ra xưởng đây. Thôi ra xưởng đây anh em ơi. Tháp đồng hồ mình vào suốt rồi. 246 người. Cứ nhảy xuống cái xưởng cơ khí này là mình lại tràn ngập những cái kỷ niệm ngày xưa. Những cái thời mà mình lúc bắt đầu mới chơi game. Không phải là như kiểu anh em là cứ leo lên nóc xưởng thôi nhá, mà là mình nhảy ở đây thôi chứ không phải leo ở trên nóc đâu. Có một thời gian mình làm video chỉ ở nóc xưởng cơ khí thôi. Anh nhìn đầu tiên này, đạo trích tím à. À, khá là thông minh, đặt mìn luôn. Ô, buồn thế nhở. Anh chàng kia, bạn ấy nhảy từ trên này xuống xong rồi chết luôn rồi. Mình vừa không được kill mà lại còn mất máu. Phí thế không biết. Hơi buồn anh em ạ, nhưng mà không sao. Quanh đây có tiếng bước chân nữa này. Bên ngoài có bắn nhau. Nhưng mà giờ mình không có máu. À đây rồi. Máu đây rồi. Tay 2. Mày thế. Đúng lúc đang thiếu máu. Ơ, chưa kịp làm gì bạn ấy đã bị hạ rồi. Thôi, mình giết cái thanh niên vừa giết bạn ý vậy. Chó mèo cắn nhau, mình sẽ là người có lợi nhất. Lút đồ kìa. Này thì lút đồ này. Kill đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Đáng ra phải là kill thứ hai rồi. Nhưng mà tại vì là cái thanh niên mà nãy bạn ấy nhảy xuống, bạn ấy tự chết nên là kill này mới là kill đầu tiên. Giáp 3 mũ 2. Đợt này mình đọc comment ấy, thấy nhiều anh em bảo là tại sao lâu lắm rồi mình không bắn cái cây Pharmat. Trời ơi, thực ra là mình cũng muốn bắn lắm ấy. Nhưng mà anh em biết tại sao không? Tại vì ấy, cái cây Pharmat là một trong những cây súng gần như là không vuốt tâm được. Còn nếu mà bạn nào biết vuốt tâm ấy, thì phải gọi là cực kỳ cao siêu mới vuốt tâm được. Mà mình thì lại đang học vuốt tâm, vậy nên là mà học cái cây khó nhất thì làm sao mà đỡ được hả anh em? Với lại bây giờ có quá nhiều cây súng nó mạnh rồi. Như là Ska này, AK này, rồi M4 bây giờ nó cũng mạnh nữa cơ. Nên là cái cây Pharmat nó bị giảm sức mạnh đi rất là nhiều. Ngày xưa cái cây này bắn cực kỳ sướng, nhưng mà bây giờ thì tệ rồi anh em ạ. Cứ lòi ra mà chưa kịp bắn các bạn kia ấy, là các bạn ấy đã vuốt được tâm rồi. Mà vuốt tâm mà mình mà vuốt không nhanh là mình sẽ chết đầu tiên. Nhưng mà thôi, không sao. Hôm nay thì mình sẽ bắn một khoảng thời gian để cho anh em lấy lại được cái cảm giác ngày xưa nhá. Mặc dù là thực sự là cây Pharmat này không hề mạnh. Nó chỉ mạnh khi mà cả hai người cùng bắn nhau bình thường thôi, chứ không phải bắn theo kiểu vuốt tâm hay là kiểu nhấp nhô. Bạn nào mà muốn vuốt tâm được cái cây Pharmat này thì anh em phải bắn nút bắn ở bên trái, sau đó vuốt ở bên phải thì mới được. Còn nếu mà anh em nào mà vuốt bằng nút bắn bên phải mà lại còn vừa nhấp vừa vuốt thì thôi, bá quá rồi. Mình không nói những thanh niên đấy nữa đâu. Ngon. Bốn nick này. Mới được có một kill. Khu vực này có tới 6 người xuống. Các bạn ấy giết nhau bên ngoài hết rồi. Mình được một kill thôi. Mình đi khu vực khác đây. Tiến thẳng lên cổng trời. Hôm nay thì mình đang sử dụng một cái bộ trang phục trong thẻ vô cực. Không biết là anh em còn nhớ không? Hình như là cái bộ này là bộ thuyền trưởng hay sao ấy. Bộ thẻ vô cực liên quan đến cướp biển.
mặc dù là mình thấy nó giống giống với hoàng gia nước ngoài hơn, cụ thể là hình như là hoàng gia Anh hay sao ấy, cái quần với cái áo nhìn quen lắm. Nhưng mà thực tế thì cái chủ đề của cái thẻ bắc cực này nó là chủ đề cướp biển. Có người trong nhà gà kìa, chạy ra rồi. Wow, trường băng khá nhanh. Ok, đó anh em thấy không? Mình mới gọi là hở ra một tí thôi mà bạn kia bạn ấy đã vuốt được vào đầu mình mấy viên rồi. Anh em thấy cái mũ của mình không? Nó nát gần được một nửa rồi kìa. Cũng may cho mình là bạn ấy lại có mỗi một trái tường băng. Nào để xem anh chàng này có đồ gì không. Tường băng này chắc chắn là không có rồi, tại vì là nếu mà có thì bạn ấy đã đặt ra. Ba con lành nguyên này, sửa giáp này. Tính ra là cái cây súng dễ vứt tâm nhất là cây SK ấy nhở. Mình có bắn qua nhiều rồi thì mình thấy SK là dễ vứt nhất. Mà thực ra là không phải SK đâu, mà những cái cây súng nào mà nó tăng 2 vạch tốc độ bắn ấy là dễ vứt nhất. Kể cả là XM8 hay là M60 hay là AK thì cứ những cây nào mà tăng 2 vạch tốc độ bắn là vứt dễ cực kỳ luôn. Anh em không tin thì anh em mang vào thử mà xem. Kể cả cái cây mà MP40 Ma Mỹ, cái cây mà tăng một vạch tốc độ bắn ấy, vuốt tâm cũng dễ hơn là những cái cây khác. Bỏ cái tay ba đi, hơi dư thừa. Hiện tại trên bản đồ chúng ta chỉ còn có 25 người thôi. Bo 1 thì vẫn đang thu thằng giáp này, không hề có mìn. Mình thề với anh em luôn, nhiều hôm nhá, rõ ràng là dò mìn rất là kỹ rồi, nhưng mà lúc tiến lại để ăn thì vẫn dính mìn. Thế mới đau chứ. Đấy là còn đau bình thường đấy anh em ạ. Còn cái cảm giác mà đau nhất là khi anh em có giáp 2, có giáp 3, nhưng mà nó hỏng một nửa rồi. Xong cái thấy tăng giáp mừng, kiểu như là có một cái giáp ngon hơn, lành hơn đấy. Chạy thẳng vào ăn phát, nó kêu tít tít tít, bùm. Xong cái giáp 2, giáp 3 nó banh luôn. Thế là hết có giáp để mà tăng luôn. Cái cảm giác này nó mới thốn đấy nhầm ạ. Mình cũng bị một vài lần rồi, nên là rút kinh nghiệm. Chơi nhiều thì bị nhiều, sẽ rút được nhiều kinh nghiệm thôi. Là bây giờ ăn tăng giáp là cứ phải dò mìn kỹ càng với ăn. Nhiều lúc củ chuối lắm. Còn đúng 2-3 người. Thôi kệ thôi, mình sẽ cố gắng chạy lông nhông một thời gian, xem là có gặp bạn nào cũng chạy lông nhông như mình hay không. Sửa giáp nữa này. Ở đây thì đã có xác, mà cũng chẳng trách được, tại vì khu vực cổng trời mà. Đầu game thì bao giờ chẳng có giao tranh. Vừa thêm có 2 người chết nữa rồi, còn 21 người. Không biết là bên dưới có người hay không. Vấp có một tí cái dốc thôi mà cũng mất 20 máu. Mình nghe tiếng súng rồi nha. Ngon. Thêm một kill. Hình như là bạn ấy đang bắn nhau với ai. Từ từ bạn ơi, mình bơm máu đã. Ở tường băng phải không? Kệ bạn kia nhá, mình lút đồ trước đây. M60
máu này, AK luôn này. Mình sẽ chuyển sang bắn AK luôn, bắn phá mát như thế là đủ rồi. Giảm thanh, tăng giáp nữa kìa. Ơ, cái chàng bên dưới đâu rồi? Vừa thấy bắn mình được mấy viên xong cái mất hút luôn anh em ạ. Phía trên này có người nữa kìa. Yếu. Bắn mình không? Nào, lòi ra đây. Tranh thủ kiếm thêm ít đồ. Bạn bắn chán chưa? Nhìn cái tăng giáp mà tiếc không anh em? Nhưng mà biết sao giờ, mình giáp mũ của mình mắc hết rồi. Công anh chàng đó trước, lát nữa nếu mà giáp mũ mà hư thì mình sẽ xuống mình ăn sau. Công này hơi liều này, mình đang hơi liều anh em ạ. Bạn ý mà biết là bạn ấy dí một phát là mình bay đầu này. Lên quá, lên tới đỉnh rồi. Bạn ơi, bạn đâu rồi? Mình lên với bạn rồi nè. Mất tích luôn rồi anh em ạ. Không thấy đâu luôn. Làm gì mà mới bắn được mình vài viên xong cái bỏ cuộc nhanh thế không biết. Ở đây có tới 3 người liền. Anh chàng đầu tiên. Còn 2 người. Giảm thanh luôn cơ đấy. Mình thấy bạn rồi. Lên anh em ơi. Lựu đạn này, hai trái luôn này. Tránh đi. Ui, tránh hết kìa. À, bạn ấy chạy ra xa rồi. Đừng nói là phóng lựu nhá. Hai người liền cơ à? Cơ hội của mình đây rồi. Một bé đã xong. Còn bé bên kia nữa thôi. Mình đã không hề có bom keo. Bom rơi, bom rơi. Đây rồi, bom keo đây rồi. Hai trái, may quá. Còn mấy trái nữa cơ. Nhưng mà mình bị đầy ba lô. Không biết là anh em trong kênh của mình đã biết cách xác định vị trí của địch khi mà địch bắn vào nào giảm thanh chưa. Thì cái này ấy, cũng đơn giản thôi. Khi mà anh em bị bắn ấy thì thường nó sẽ hiển thị lên một cái quầng màu đỏ xung quanh người. Cái quầng đấy ấy, nó cứ sáng ở hướng nào, nó chỉ về hướng nào thì là hướng đấy địch bắn anh em. Nghĩa là địch ở hướng đấy đấy. Cái này thì mình làm video lâu lắm rồi. Còn bạn nào mà muốn xem chi tiết hơn ấy thì anh em có thể là xuống phần mô tả của cái video này. Xong rồi anh em ấn vào cái danh sách mà xem thêm mẹo tại đây ấy. Đó, ở đó. Xong anh em tìm đến cái video mà hướng dẫn cách xác định vị trí của địch khi bị bắn bằng nòng giảm thanh là sẽ có. Mình đã làm cực kỳ chi tiết ở trong cái video đấy rồi. Anh em nào mà chưa biết thì có thể xem. Còn biết rồi thì thôi. Mình bắn nòng giảm thanh không phải là vì kiểu như là cho địch không biết vị trí của mình đâu. Mà chủ yếu là do nó kiểu như cho nó êm tai ấy, đỡ bị rát tai. Với cây AK thì thường mọi người sẽ lắp nòng ba nhiều hơn là lắp giảm thanh. Còn mình thì cứ lắp bừa hết. Lúc nào mà mình thấy rát tai thì mình lắp nòng ba. Ít quên, ngược chứ. Lúc nào mà mình thấy bị rát tai thì mình sẽ lắp giảm thanh. Còn khi nào mà mình không thấy rát tai thì mình lắp nòng ba. Như vậy là chúng ta còn 10 người, 9 người. Ây à, phía sau có người. Anh em thấy không? Có một cái quần đỏ đỏ nó hiện lên đấy.
Bạn ơi, làm hòa đi mà vào bo. Bạn thích bắn nhau lắm phải không? Rồi, cứ cho bạn ấy chạy đi đã. Trước tiên mình cần phải ưu tiên việc bơm máu trước. Bây giờ thì bạn chạy đi đâu? Nào, bạn làm gì để vào được bo đây? Không bắn mình thì bạn còn được vào bo, chứ bắn mình rồi là bạn sai lầm hoàn toàn rồi đấy. Nào, đường băng à? Đây à, nhiều đường băng ghê ra. Ui, phía sau có xe. May quá, thanh niên kia bỏ qua mình. À không, bạn ấy dừng lại rồi. Không phải là bỏ qua mình đâu. Mình đang cam với thanh niên bên dưới vui. Liệu này bạn ơi. Ồ, lọt rồi. Ok, xong. Dưới kia lại người nữa à? Tiếc thế nhở. Cái thanh niên phía sau mình chưa cam được. Anh em nên nhớ là nếu mà anh em đang ở ngoài bo ấy thì đừng. Ơ, vừa có người dẫm mìn mình kìa. Ngon thế nhở. Bên kia lại có người. Làm gì mà căng thế bạn? Có nhất thiết phải thế không? Mình ra đây kiếm thêm kill đây. Đâu rồi, vừa thì bắn nhau ở đây xong mà. Ôi, mày thế. Xém nữa thì chết. Anh em nên nhớ là khi mà mọi người đang ở ngoài bo ấy, thì tốt nhất là anh em, kể cả là anh em thấy địch ở phía trước mặt đi, cũng âm thầm mà chạy bo nhá. Đừng có cố tình làm vị trí của mình bị lộ. Nhiều khi anh em bắn địch xong cái các bạn kia bạn ấy chỉ cam nhẹ thôi là anh em thiệt hoàn toàn rồi. Cứ vào bo trước xong rồi tính tiếp. Cái bo này còn mà còn tới 3 người liền. Có bắn nhau kìa. Đây rồi. Cơ hội của mình đây rồi. Một bé ra đi. Có kịp bơm máu không? May quá, vẫn kịp. Bạn kia bạn ấy không đẩy lên. Nè, lựu đạn nè. Đấy, chạy đi. Đâu rồi? Mình ra bo trước đây. Chạy bo đi cưng. Xong. Easy anh em ạ. Rồi, như vậy là trận đấu ngày hôm nay của chúng ta lại tiếp tục được nhân giống rồi. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì anh em cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.